Thêm một blogger tại Việt Nam ra khỏi trại giam hôm 11 tháng 2 để chuyển sang giai đoạn tại ngoại hầu tra. Blogger Hồng Lê Thọ, giáo sư Việt Kiều Nhật, được trả về nhà lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2, theo nguồn tin từ giới hoạt động nhân quyền trong nước. Chủ nhân trang blog Người Lót Gạch được cho tại ngoại chỉ một ngày sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả blog Quê Choa, cũng được thay đổi từ bắt tạm giam sang hình thức quản thúc tại gia, trong khi tiếp tục quá trình điều tra. Giáo sư Thọ và nhà văn Lập bị bắt giam cách nhau chỉ một tuần, lần lượt vào ngày 29 tháng 11 và 6 tháng 12 năm ngoái, vì bị cáo buộc viết và đăng bài chống đối nhà nước. Ông Thọ bị bắt theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, trong khi ông Lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Cả hai điều luật này đều bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là có nội dung mơ hồ nhằm trấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân. Tối ngày 11 tháng 2, VOA Việt ngữ liên lạc với gia đình blogger Hồng Lê Thọ để hỏi thăm tình hình, nhưng không được bắt máy. Giới hoạt động trong nước cho biết, công an đang tăng cường giám sát xung quanh nơi cư trú của hai blogger Thọ và Lập, ngăn chặn các cuộc thăm viếng. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án liên quan tới Điều luật 88 và 258, nhận xét việc hai blogger lần lượt được cho tại ngoại sau hơn 2 tháng bị giam là một động tác giảm nhẹ. Tôi nghĩ việc được tại ngoại thì có thể là được xem như là một cái gì đó được giảm nhẹ đối với họ. Vâng. Còn thì tất nhiên là tại ngoại thì có lợi hơn về mặt sức khỏe rồi là về mặt tinh thần, và nó cũng là một cái dấu hiệu giảm nhẹ cái vụ án đi. Truyền thông nhà nước nói blogger Nguyễn Quang Lập được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe, nhưng chưa thấy nhắc tới lý do blogger Hồng Lê Thọ được về nhà. Tuy nhiên, nhà phân tích bình luận chính trị được nhiều người biết đến, Phạm Chí Dũng, cho rằng sự việc hiếm thấy này xuất phát từ nguyên nhân đối ngoại, giữa lúc Việt Nam đang tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế với nỗ lực gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Chúng ta đã từng chứng kiến một số tù nhân vì việc thực ốm đến chết ở trong trại giam mà nhà nước không hề quan tâm. Vấn đề sức khỏe không phải là một cái điều quá nặng lòng đối với nhà nước, và đó chỉ là một cái cớ, theo tôi đó chỉ là một cái cớ để thả người thôi. Chắc chắn là liên quan tới vấn đề TPP. Cơ hội để Việt Nam nhận được TPP có lợi hơn nhiều so với một việc giam giữ vài ba tù nhân lương tâm mà chả có ích lợi gì cho họ trong khi bị dư luận quốc tế lên án. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng từng được đình chỉ điều tra về các bài viết bị xem là chống phá nhà nước hồi năm 2012. Cho rằng trong năm 2015 đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý, bao gồm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, có nhiều khả năng sẽ có thêm tù nhân lương tâm tại Việt Nam được phóng thích. Có hy vọng là có thể năm 2015 này, nhà nước Việt Nam có thể tính toán cái cách nào đó cho cái việc đối ngoại của họ liên quan tới không chỉ TPP mà còn cả FTA đối với Liên minh châu Âu, và cả cái chuyến đi của Tổng thống Obama tới Việt Nam đánh dấu hai kỷ niệm 20 năm quan hệ bình thường hóa, và kể cả một vấn đề rất lớn mà Việt Nam đang rất cần, tức là đối tác chiến lược với người Mỹ và có thể cả đối tác chiến lược với người Anh. Anh thử họ sẽ quyết định có thể mở hơn, và một trong những cái động tác mở hơn tức là thả tù nhân lương tâm. Năm 2014 là có 14 người, thì năm 2015 tôi hy vọng là có thể thả nhiều hơn số đó. Nhưng mà nhiều hơn số đó chưa thể là tỷ lệ lớn so với khoảng hơn 200 tù nhân lương tâm mà nhà nước Việt Nam đang giam giữ hiện nay, bao gồm cả dân oan. Hiện còn hàng chục nhà báo và blogger đang bị giam cầm tại Việt Nam vì điều mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là thực thi các quyền tự do căn bản của con người, nhưng bị Hà Nội xem là có tư tưởng chống đối nhà nước. Vụ việc của hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập một lần nữa khơi dậy sự chú ý và chỉ trích của công luận cả trong lẫn ngoài nước về thành tích nhân quyền bị lên án là xuống dốc của Việt Nam.